Đấu La Đại Lục phần 2 tập 733, Tu La Chi Đồng Hoắc Phu Hào, tuyệt thế đường môn. Trung Ly Tam Hình Đệ không đáng sợ, thậm chí hai vị phong hào Đấu La kia cũng là không đáng sợ. Đáng sợ là tới tưởng Bình Đồ đại lượng viện quân, một khi những thứ kia viện quân đã tới cũng là rất là rắc rối. Dù sao thì Nhân Nguyệt Đế Quốc cường đại nhất Ngũ Hoàn là Đại Hồn Sư Đoàn Trưởng cũng đã là trang bị toàn thân phi hành hồn đạo khí. Dưới tác dụng của phi hành hồn đạo khí, tùy Minh Đô đến Nhật Thắng Thánh không mất là quá nhiều thời gian. Xong lên nào, không để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào khác. Phú Hạo xung phong xả lệnh, từ tâm thạch bọn họ bên kia còn đang kiên trì, nhưng bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, chỉ có trước sông phà trận địa phía nam, bọn họ mới là có một con đường sống. Từ sau hành động trở thành động lực khích lệ con tin ở cửa lớn, mỗi người cũng là sinh lòng hoạt hố, đem trạng thái mạnh nhất của mình bộc phát ra, hướng phía nam phóng đi. Nhưng là vừa lúc đó, một trận sấm liên tục tiến hành là oanh kích kịch liệt vang lên, làm huyền phù ở giữa không trung Vũ Hạo cũng là chợt quay đầu, sắc mặt cũng là một chút tự trở lên là âm trầm. Làm sao có thể nhanh như vậy? Lần này tiếng sấm liên tục là đến từ nơi nào? Đến từ chính thành Nhật Thăng Thành phía bắc. Cũng là lúc trước Nhật Thăng Thành bốn bè thành tường chung duy nhất, một chỗ không có bị địch công kích. Nhưng mà ở nơi này, Vũ Hạo đây là sớm để cho Kinh Tử Yên bố trí xuống đại lượng hồn đạo đạn tạc rồi. Mà chút ít quyền khống chế hồn đạo tạc ở trong tay của Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu đã là rút đi trước, đang ở Bắc Thành bên kia để lại một cái trời cao dò xét khí, kiểm tra tình hình phía Bắc ngoài thành. Bởi vì Minh Đô bên kia đều là có viện quân tới, tự nhất định là tới từ phía Bắc Thành trước. Nhưng thứ này bố trí ở dưới kia chính là viện quân đã đến nơi, đối với bọn họ chính là một sát thương lớn. Hơn nữa thì hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, bom lổ tung, thời gian toàn bộ là do Hòa Thái Đầu tiến hành khống chế. Như thế thì ở trong thời gian ngắn, bom dĩ nhiên là cũng làm lổ tung. Vị như thế nào đấy, ý nghĩa là đến từ chính Minh Đồ viện quân đã đến. Mà từ lúc bắt đầu động thủ đến bây giờ mới chỉ là có mấy phút đồng hồ trôi qua mà thôi. Vũ Hạo đang tính toán rằng viện quân phát hiện ra tình huống hình ở bên Nhật Thăng Thành này, tiếp nhận mệnh lệnh đến chỉnh quân lên đường lộ chính, ít nhất cũng là cần lửa canh giờ mới là có thể chạy tới. Mà trong thời gian đó hắn đủ để cho con tin thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà việc viện quân đến với tốc độ vượt xa khỏi dự đoán của hắn, cái này cũng là làm cục diện bị biến đổi cực kỳ lớn. Tâm niệm thay đổi thật là nhanh hết sức, Vũ Hạo thông qua tinh thần lực nói cho con tin biết, toàn lực xông vào trong đất đối diện với hồn đạo sư, đánh tan đối thủ, cùng mấy phe bốn người phối hợp lại, lập tức là dựa theo sắp xếp của bọn hắn mà chạy trốn. Truyền đạt cái ý niệm này xong, hắn lập tức là thay đổi thân hình, hết tốc lực là hướng Nhật Thăng Thành bay trở về. Chắn hắn chẳng những là muốn đi tiếp ứng Hòa Thái Đầu, hơn nữa là muốn đi tìm Nam Tô Thu. Lỡ như không vào lúc này cứu xa địa lòng môn cùng với Lam Thủy Thị rời gì cũng không được bao lâu nữa, Nhật Thăng Thành sẽ là biến thành đầm rồng hang hổ. Dĩ nhiên thì lỡ như đổi lại là người khác, lúc này thì Nhật Thăng Thành cũng đã là bị biến thành đầm rồng hang hổ rồi. Con tin cửa có thể là thay không chạy trốn, hiện tại đã là không phải là Vũ Hạo có thể khống chế. Nhưng hắn tính toán ở trong thời gian ngắn, viện quân ở phía bắc tường thành này liên tiếp là bị chịu trận lũ lớn, nhất định sẽ là mang đến phiền toái không nhỏ cho viện quân. Cho dù là bọn họ từ phía trên thượng bay tới, đột nhiên là thấy phía dưới lỗ lớn, cũng nhất định là sẽ thăm dò tình huống. Dù sao thì những thứ này viện quân cũng là không thể nào biết ở Nhật Thăng Thành đã là xảy ra chuyện gì. Ở phía nam ngoài thành chú chát là hồn đạo sư đoán, tách xa là 50 người, còn lại là 250 tên hồn đạo sư lại bị từ tám thạch 4 người vừa thông qua can thiệp. Đối với mấy trăm tên thực lực này cường đại hồn đạo sư đánh sâu vào, cũng khẳng định rằng kiên trì không được bao lâu. Vì vậy, con tin cửa chạy trốn tỷ lệ là cũng là khẳng định kiên trì không được bao lâu. Vì vậy mà con tin chạy trốn tỷ lệ là cũng rất lớn. Vũ Hạo hiện tại muốn rằng chuyện trọng yếu hơn là bảo đảm đường môn có thể rút lui, hơn nữa thì cứu xa cả làm thủy thì nữa. Vũ Hạo thật sự là thì ở trong lòng rất là rõ ràng, lỡ như làm theo lời của cực hạn đàn binh, hắn đã là có chút ít chữ xử lý là theo cảm tính. Hiện tại ở trong tình huống này, hắn là bất kể là Hòa Thái Đầu cùng với Lam Tô Thu, toàn lực trợ giúp con tin có thể thoát đi, sau đó là tuyệt đối là không quay đầu trở lại. Nhưng mà hắn thật là có thể làm được hay sao? Hắn không làm được. Hắn không phải là thi hành nhiệm vụ hoặc là giết chóc, mà là một hữu huyết là nghĩa phục người, hắn là điều cứu người. Hắn có thể là buông tha cho Hòa Thái Đầu chạy trốn. Về phần Lam Tô Thu, hắn cũng là công cục với Hòa Thái Đầu tình cảm tâm hậu như vậy. Nhưng mà Lam Tô Thu là vì cứu mẹ, đối với Vũ Hạo mà nói, ở trên thế giới này không có gì có thể so sánh với tình thương của hắn đối với mẹ của mình. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước hắn nói với Nam Thu Thu rằng nếu như Lam Thủy Thủy không còn ở trong Thủy Lão, hắn sẽ lưu lại giúp nàng cứu mẹ. Hắn quả thực là mất đi mẫu thân là một việc thống khổ cỡ nào.
Lần này thì Vũ Hào cũng là không còn trực tiếp từ thành tường bên này trở về Nhật Thăng Thánh, mà là thả ra cánh bướm của mình phi anh hồn đạo khí ở lên như nghiệt diều cặp gió vậy, ở một phòng hồn đạo khí che giấu, trực tiếp là bay lên trên bầu trời. Làm như vậy có thể dễ dàng quan sát tình hình viện quân, đồng thời cũng là có thể lướt qua phía dưới thành tường lời trung ly tam hình đệ những tà hồn sư ở nơi đó. Có cao không hồn đạo khí uy hiếp, thêm cả phi anh hồn đạo khí thêm mô phỏng hồn kỹ, làm cho Vũ Hào lại là có cảm giác như là cá gặp nước. Nhưng loại khoái cảm này kèm theo hắn là kéo lên đến 500m ở trên không trung, giống như là nhanh chóng biến mất. Ở phía bắc này, hắn thấy rõ ràng từng đạo quang ảnh sắc ám lam sắc đang nhanh chóng từ ở trên không trung đập xuống bắc thành phụ cận. Thấy những thứ ám lam sắc quang ảnh này, Vũ Hào sắc mặt là có một chút là thay đổi. Hắn mặc dù cũng không có chân chính gặp qua Nhật Nguyệt đế quốc mạnh nhất hồn đạo sư đoàn này, nhưng mà tinh thần của hắn cảm giác cực kỳ là cường đại. Đối với sự đoán nguy hiểm vẫn là tương đối là chính xác. Lúc này mấy trăm đạo tân ảnh mang cho hắn áp lực là rất là lớn, vượt xa ngoài thành đông lời những hồn đạo sư kia. Hộ quốc chi thủ, chỉ có Nhật Nguyệt đế quốc hộ quốc chi thủ kia ngũ đại hồn đạo sư đoàn mới có thể mang đến áp lực như vậy. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn muốn bảo vệ xung quanh Minh Đô, trừ vi hoàng đế xuất hành, nếu không thì chắc là không biết nhẹ động như vậy. Trước mắt lúc này, mỗi một đạo tuần ảnh cũng là tản ra ám làm sóc quang thái. Hiển nhiên chính là hộ quốc chi thủ Trung Khắc, một trong bốn thú vương của hồn sư đoàn trưởng, vô luận là người nào cũng là có thể mang đến tính hủy diệt cục diện. 500 người của hồn đạo sư đoàn trú đóng ở xung quanh Nhật Thăng Thánh, hồn đạo sư thực lực là chủ yếu ở hai khâu, tam hoàn chứng, bọn họ cho phép nhập môn hạm chính là hai đoán, bọn họ toàn thân thực lực sở dĩ là cường đại, hơn nữa là dựa vào hồn đạo khí lẫn là phối hợp. Mà thứ vương hồn đạo sư đoàn, tất cả đều là hồn tông trở lên các bậc cường giả tạo thành, cũng có thể sử dụng phi hành hồn đạo khí, hơn nữa đoàn trưởng chính là cấp 9 hồn đạo sư, toàn bộ 300 nhân chúng có thể nói là cường giả như xứng. Một chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn này tăng năng lực chiến đấu, thậm chí muốn vượt qua mấy vạn người cấp bậc chính là trọng trang kỵ binh sĩ đoàn. Chiến lược chính diện đã là rất đáng sợ, hơn nữa bọn họ tính cơ động, một khi khởi xướng truy kích, con tin có thể là chạy xa bao nhiêu đấy. Làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao có thể nhanh như vậy? Đồng thời ở trong lòng kiếp sợ, Vũ Hạo đột nhiên là cảm nhận được rằng tín hiệu đến từ Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu không có tinh thần dò xét hồn kỹ, nhưng bọn hắn ở trong lúc liên lạc có biện pháp hồn đạo sư riêng của mình. Lặng lẽ hạ xuống, Vũ Hạo khi mà cách cửa thành công xa đã tìm được Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu lúc này sắc mặt cũng là một mảnh ngưng trọng. Vũ Hạo, sao rồi, cứu được mọi người ra ngoài không? Vũ Hạo gật đầu rồi nói, cứu được, sớm đã là định dựa theo kế hoạch lao xa bên ngoài rồi là xông lên, nhưng mà đoán chừng còn cần một chút thời gian. Hòa Thái Đầu trầm giọng nói tiếp, Minh Đô bên kia viện quân tới tốt lắm, chúng ta ở trên công trung dò xét hồn đạo khí đã là phá hủy trước tiên rồi. Vũ Hạo gật đầu rồi nói, thấy sở đó, không biết rằng Bắc Thành Lỗ Tông có thể là ngăn cản bọn họ là bao lâu. Nhị sư huynh, người mau đi đi, cứ với mọi người hợp lại, ta tìm Nam Tú Thú, nhất định là phải lấy tốc độ nhanh nhất là thoát ra, không cần phải để ý đến chúng ta. Hòa Thái Đầu chần chừ một chút rồi nói, Vũ Hạo. Vũ Hạo giơ tay lên không có đẩy cho hắn nói tiếp, cười một tiếng rồi nói, nhị sư huynh, tin tưởng ta. Hòa Thái Đầu hít sâu một cái, hắn biết rằng lúc này thời gian rất là quan trọng, dùng sức gật đầu, nhất định là phải cẩn thận. Chuyện không thể làm lúc tuyệt đối là không được miễn cưỡng, ta đi trước một bước. Nói xong câu đó, sau lưng của hắn cũng là tia sáng sáng lên, ngay sau đó lại là một đạo ám lam sắc quang mang lóe lên, đem phi hành hồn đạo khí phun ra sinh ra quang mang, toàn bộ số là ở bên trong nháy mắt là phóng lên trên cao, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Hành động lần này tất cả đều là ở phía trước phá hủy trời cao dò xét hồn đạo khí điều kiện tiên quyết, nếu không thì bọn họ sao có thể thông thuận ở trên không trung phi hành đấy. Vũ Hạo cũng là không làm giống như là hắn nói với Hòa Thái Đầu lúc trước, trước tiên là đi tìm Nam Thú Thú. Ở trên trán, vận mệnh nhãn lần đầu tiên mở ra, tinh thần dò xét hướng công trung mở ra đến trình độ mạnh nhất, bao trùm Nhật Thăng Thành bầu trời một mảng lớn không vực. Tinh thần của hắn, ý niệm cũng là tùy theo nhanh chóng là quyết trương giá. Vừa làm những thứ này, hắn mới là vừa hướng đến Nam Tu Tu xác định rằng được vị trí nhanh chóng đi vào. Mới đi chưa được mấy bước, hắn ngừng lại, nhìn hướng không trung một cái rồi nhìn lại. Ngay sau đó, vận mệnh nhãn phía trung, tím kim sắc là quang mang rồi là lóe lên một cái. Cách đó không xa, cao mấy trong thước ở giữa không trung, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Một đạo thân ảnh ở trong nháy mắt cong vẹo từ trên trời giáng xuống, hướng lên xa bên trong thành là một gã hợp cách quan quản lý chỉ huy tới cứu viện binh ở phía trước,
phát hiện ra tình huống một mảnh hỗn loạn. Như vậy thì đầu tiên phải cần chính là tình báo. Cho dù là Bắc Thành bên kia động tĩnh rất là lớn, cũng không thể nào không phái ra người đi tìm kiếm. Vũ Hạo hiện tại là làm chính là muốn chặn lại những người này, cho các huynh đệ của hắn có thêm một chút thời gian. Hắn biết rõ ràng mình cũng không thể chậm rãi quá lâu, nhưng có thể chỉ là mất chút thời gian mà thôi. Khốn khiếp thật, các ngươi là thấy thế nào là con thím đây? Mã Tiểu Đào nhìn ở lên trên trước mặt Trung Ly Tam Hình Đệ, lớn tiếng phẫn nộ rồi quát. Trung Ly Tam Hình Đệ tuổi cũng là rất lớn, nhưng ở trước mặt nàng cũng là một chút cũng là không dám phát tác. Tất cả đều cúi đầu, còn lại là mười mấy tên tà hồn sư từng người một đều là cầm như hến. Tứ trưởng lão đứng ở sau lưng Mã Tiểu Đào, sắc mặt đều có chút xanh mét. Bọn họ là mới từ Bắc Thành trở lại, đều đã tới Bắc Thành bên kia, thấy ngoài thành có trận lỗ lớn, bọn họ cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Tam trưởng lão phán đoán chuẩn xác, bên kia ít nhất cũng là cấp 8 định giả bộ hồn đạo đạn pháo tác động ra phá hoại. Cả Bắc Thành hồn sư đạo sư trận địa, toàn quân là bị giết. Ít nhất thì tử trận là vượt qua 200 tên hồn đạo sư. Chỉ có một chút tu vi tương đối là cao, hơn nữa xem thời cơ đến nhanh như vậy, thì hồn đạo sinh sư mới là có thể chạy trốn. Ở đông phía thành tường, tây thành tường cũng đồng thời là bị phá hư. Ngay tại lúc này, Ma Tiểu Đào phát ra lệnh là muốn xâm nhập tìm kiếm, sưu tầm địch nhân. Nhưng mà Tam trưởng lão cùng với Tứ trưởng lão cũng là nhân vật lâu năm thành tinh, lập tức là đoán được đây là có người đang dương đồng kích tây. Mục tiêu khẳng định vẫn là còn là con tin. Khi ăn dưới sự thúc giục này, Ma Tiểu Đào cũng là phải theo bọn hắn cùng nhau trở về quân đoàn. Nhưng mà vừa lúc đó, Bắc Thành tường thành cũng là xảy ra lỗ lớn. Lần này, Mã Tiểu Đào công khai mang theo hai vị trưởng lão vừa hành hạ, cho đến khi bọn họ thấy bên kia từng đạo ánh là ám lam sắc thân ảnh xuất hiện ra, Mã Tiểu Đào tâm mới là trầm thấp xuống, sợ rằng là có chút phiền phức. Quả nhiên thì Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão thấy viện quân hồn đạo sư quân đoàn phía sau, lập tức là yêu cầu trở về làm thành bên này bảo vệ con tin. Bọn họ lúc này mới là lần nữa lên đường, cũng chính là vừa về tới đây. Nam thành tường bị Vũ Hạo mượn sông đà bảo vệ thành nước thi triển bằng bạo thuật làm lỗ tung. Tất cả con tin đều là từ ngoài thành sông ra. Trung Ly Tam Hình Đệ ngay cả truy kích cũng là không có. Ở chỗ này chờ bọn hắn trở lại, Mã Tiểu Đào sao có thể không mượn thể xác phát tác đấy. Trung Ly Thiên cười khổ rồi nói, thánh lữ không phải là chúng ta không muốn đuổi theo. Ngài cũng biết rằng những người đó số lượng là vượt qua 500 tên, ít nhất cũng là tứ hoàn trở lên tu vi, hồn đấu la, hồn thánh, hồn đế cũng có một nhóm lớn. Chúng ta đuổi theo chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Mã Tiểu Đào cả giận rồi nói, ngươi không phải là nói diệt hồn tán phân lượng vẫn là rất đủ hay sao? Bọn họ làm thế nào tìm được phương hướng giải độc đây? Diệt hồn tán giải dược chỉ là có giáo chủ mới có, chỉ có ở dùng lượng lượng không đủ lượng lớn tình huống mới là có thể phát mất đi tác dụng này. Ngươi là thế nào đây? Trung Ly Thiên về mặt là ủy khuất rồi nói, thánh lữ ngài cũng là không thể trách thuộc hạ, ngài có thể hỏi thăm những người này. Chúng ta diệt hồn tán dùng là lượng tuyệt đối là không ít, những người đó lúc trước còn dường như là cũng là mềm chân tôn vậy. Mã Tiểu Đào lạnh lùng rồi nói, đi chuẩn bị di chuyển nước trong lao, kiểm tra một chút độ dày của diệt hồn tán.